Tổng Trọng toan tính gì trong ván cờ thay đổi nhân sự cấp cao của Bộ Công an? Sau hội nghị Trung ương 9 khóa 13 với những thay đổi lớn về nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với sự góp mặt của phía quân đội, cán cân quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được điều chỉnh và giúp cho ông Tổng Trọng lấy đại thực quyền. Sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước, ngay lập tức Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định chỉ định ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tạm điều hành bộ này. Từ đó cho đến nay, nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an đã có nhiều thay đổi đáng kể. Cụ thể, thứ nhất, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, một nhân vật thân cận Chủ tịch nước Tô Lâm, đã chuyển sang nhận công tác mới tại Văn phòng Chủ tịch nước. Thứ hai, trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 6, loan truyền một văn bản thư mời báo chí họp báo vào ngày 3 tháng 6 để công bố quyết định Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc sẽ nhậm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng từ ông Lê Minh Hưng. Như vậy, ông Lê Minh Hưng chỉ nắm giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng phụ trách cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, một đồng hương của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng tương tự như ông Lương Tam Quang, nhân vật mà ông Tô Lâm hy vọng sẽ trở thành tân bộ trưởng kế nhiệm ông trước khi ông ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước. Tuy nhiên, tại hội nghị Trung ương 9, trong danh sách 4 ủy viên Bộ Chính trị được bổ sung, không có tên ông Lương Tam Quang. Bởi lý do đương nhiên, ông Quang chưa đủ một nhiệm kỳ trong vai trò ủy viên Trung ương Đảng theo quy định. Tướng Nguyễn Duy Ngọc được đánh giá là một nhân vật rất khó hiểu, dẫu là một đồng hương Hưng Yên và được ông Tô Lâm nâng đỡ. Nhưng trước đây có những đồn đoán cho biết ông Ngọc có mối quan hệ tốt với ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Trạc cũng là một ứng viên tiềm năng cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, theo mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, cách đây không lâu có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Duy Ngọc có tên trong ekip chính trị và có mối quan hệ rất tốt với liên minh của Đại tướng Lương Cường, nên là tân thường trực Ban Bí thư. Đó là lý do vì sao việc Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc sẽ nhậm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng không hề gây bất ngờ. Nhưng thế chân vạc kiêng ba chân vốn là sức mạnh của Bộ Công an nay đã bị xé lẻ ra. Trước đó là sự ra đi của cựu Bộ trưởng Tô Lâm, sắp tới đây là sự ra đi của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Như vậy, tướng Lương Tam Quang, tay chân đắc lực của Tô Lâm còn ở lại Bộ Công an, có khả năng bị biến thành một ông đầu rau cô đơn, nằm dưới sự kiểm soát của tướng Trần Quốc Tỏ. Điều đó cho thấy nội bộ của Bộ Công an nói riêng và phe cánh Hưng Yên đã bị xé lẻ, phân rã. Với cương vị Chánh văn phòng Trung ương Đảng, cơ hội vào Bộ Chính trị và của kỳ đại hội Đảng sắp tới của Nguyễn Duy Ngọc là rất cao, bỏ xa cả Lương Tam Quang. Việc ông Ngọc ngồi thay chiếc ghế này từ khi ông Lê Minh Hưng, một người được mệnh danh là tay hòm chìa khóa của Tổng Trọng, có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo giới quan sát, việc điều tướng Ngọc sang hoạt động và làm việc bên Đảng, ngoài việc để giám sát và cách ly, đồng thời giới chức có thẩm quyền sẽ sử dụng ông Ngọc như một chiếc chìa khóa để mở giải mã các bí mật của Tô Lâm trong việc lập hồ sơ luận tội ông. Đây là một nước cờ dường như cao tay của người dùng là Tô Lâm để trị Tô Lâm, đồng thời là biện pháp để chia rẽ nội bộ của Công an nhằm nghi ngờ lẫn nhau. Ngoài ra, việc Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc rời khỏi Bộ Công an sẽ để lại một chiếc ghế trống và, nghiễm nhiên, phe của ông Trọng có thể chám người của mình vào. Đây là diệu kế nhất tiễn hạ song điều để phe cánh Tổng Bí thư tiến tới kiểm soát toàn diện Bộ Công an. Những điều vừa kể trên cho thấy mục tiêu chia đàn xẻ nghé của cấp có thẩm quyền là điều có thật. Không có lý do gì để cho rằng việc đưa Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế Chánh văn phòng Trung ương Đảng là thắng lợi của Tô Lâm và phe cánh. Bởi một lẽ tự nhiên, không có bất kỳ một ai đang ở thế của kẻ mạnh, đang trong vai trò làm chủ cuộc chơi, lại mở cơ hội để chắp thêm nanh vuốt cho kẻ thù. Cũng xin nhắc lại, với sự thay đổi theo mô hình ban chỉ đạo mới của Tổng Bí thư, thì chức Bộ trưởng Bộ Công an chỉ là một thành viên, không còn khả năng chi phối chiến dịch đốt lò như trước đây. Người thực sự nắm quyền duy nhất vẫn là Tổng Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng toan tính điều gì trong ván cờ thay đổi nhân sự cấp cao ở Bộ Công an. Vì sao Tổng Trọng chưa cho công bố nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an? Kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi giành được quyền lực gần như tuyệt đối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động công cuộc chống tham nhũng với mục đích ban đầu là tiêu diệt những nhân vật vốn là đàn em của ông Ba Dũng. Đó là những lý do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dựa hẳn vào lực lượng thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ quyền lực cho mình. Theo giới quan sát, khi đó ông Trọng đã quan tâm đến Bộ Công an nhiều hơn so với Bộ Quốc phòng. Chính vì vậy, ông đã khiến quân đội phải lép vế trước Công an,
cho tới trước Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 vừa qua. Sau Hội nghị Trung ương 9, tình thế đã thay đổi dường như rất nhiều, khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bị tập thể Bộ Chính trị gây sức ép, buộc phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Trong khi đó, vị trí tân Bộ trưởng Bộ Công an còn bỏ trống. Thay vào đó, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, ông Trần Quốc Tỏ, một đối thủ của Bộ trưởng Tô Lâm, lại được giao quyền điều hành tạm thời tại Bộ Công an theo quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều vừa kể trên càng tạo thêm những khó khăn đối với quyền lực của tân Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Lâm đã bị chốt chặt trong chiếc lồng quyền lực với ba lớp khóa cửa: Thủ tướng, Tổng Bí thư và hệ thống các tướng lĩnh quân đội. Lớp khóa 3 tầng đã tạo sự khóa chặt sự liên thông giữa văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Tô Lâm dường như vẫn chưa chịu điều đó. Để phản ứng lại với mục đích phá thế bao vây cấm vận của các cấp có thẩm quyền, vào ngày 28 tháng 5, Đảng ủy Công an Trung ương đã mở hội nghị để lựa chọn nhân sự cho vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, giới thiệu lên Bộ Chính trị xem xét và quyết định. Theo thông tin nội bộ rò rỉ, trên 99% các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết đề nghị giới thiệu Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng phụ trách an ninh, một đồng hương quê Hương Yên với ông Tô Lâm, vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Rõ ràng đây là việc rất vùng miền của Bộ Công an. Thậm chí có người còn tung lên mạng một bức ảnh, một tấm biển chức danh đúng quy chuẩn với dòng chữ Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng. Tấm ảnh này được chụp bên trong một chiếc xe ô tô. Theo giới quan sát, đây là điều đại kỵ mà chắc chắn dù các lãnh đạo của Bộ Công an có tham vọng đến đâu thì cũng không dám có hành động kiểu lạy ông tôi ở bụi này như thế. Đó là sự thách thức công khai với Bộ Chính trị mà người sẽ phải chịu tiếng bay vào giò gió chính là ông Lương Tam Quang. Do đó có khả năng tin tức rò rỉ được tuồn ra từ đàn em của ông Trần Quốc Tỏ. Hơn nữa, nghị quyết nói trên là tập thể Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị cấp trên xem xét chuẩn thuận. Cần lưu ý, Đảng ủy Công an Trung ương là cấp dưới, xin lãnh đạo đảng cấp cao nhất chuẩn thuận. Kết quả như thế nào còn phụ thuộc vào sự đồng thuận của các cấp có thẩm quyền, vốn có lợi ích đối chọi với Tô Lâm. Một câu hỏi được đặt ra là, nếu ông Tô Lâm mới chính thật là Tổng Bí thư, như tin dò gì thì tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm không quyết luôn về nhân sự Bộ Công an, mà cứ loay hoay bị động đến như vậy? Có nhiều thắc mắc là tại sao đã hơn 10 ngày qua, kể từ khi ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để nhậm chức Chủ tịch nước mà cấp có thẩm quyền không quyết định nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an. Thực ra với việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Công an là điều khá dễ dàng với phe có thẩm quyền đang chiếm ưu thế. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư chỉ cần triệu tập hội nghị bất thường, thì sau đó Bộ Chính trị và ông Trọng muốn ai làm tân Bộ trưởng thì người đó sẽ chắc chắn được. Nay đã giao cho Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động của Bộ Công an thì việc gì phải vội. Hơn thế nữa, ông Trần Quốc Tỏ vốn là đối trọng, là đối thủ một mất một còn với Tô Lâm, thì ông Tỏ thừa sức vô hiệu hóa hệ thống chân rết Hưng Yên. Mặc dù vậy, chưa biết có dễ dàng được như thế hay không. Việc quyết định đưa các vụ án liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An chịu sự quản lý của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương cho thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm chắc suy tính của Bộ Công an. Câu trả lời có vẻ thuyết phục hơn cả, đó là vị trí thượng phong, người ta thường có sở thích kỳ quái, hành hạ con mồi trước khi làm thịt. Khi kẻ mạnh áp chế kẻ yếu thì bên thua sẽ bị ức chế tâm lý, từ đó sẽ sinh ra các biểu hiện manh động và chỉ chờ có thế chiếc lưới của tử thần sẽ ụp xuống. Đó là lý do có những ý kiến cho rằng Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ Công an phải hết sức bình tĩnh, bởi chuyện gì đã xảy ra với thực trạng hiện nay sẽ không thể nào đảo ngược được. Cách tốt nhất của ông Tô Lâm và phe cánh phải là ngồi yên toàn thắng ắt về ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tổng Trọng chưa cho công bố nhân sự tân Bộ trưởng Công an. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.